cô. Kỳ view, kỳ view. Hai nồi. Là ngày mấy con dịp cô? Ba bốn con đúng không? Ba bốn con ha. Kỳ view do tiệm cô luôn rồi nè cô ơi. Ba bốn con rồi. Hay là quán cô bán cô năm cô bảy? Cô không có để ra hiệu nhưng mà cô để là ở cháu dịch cháu. Nhưng mà cô thứ mấy? Cô thứ bảy. À cô bảy, cô bảy có không đâu, kế nhà Hồng Ngọc. Cô bán lộ lộ Thiên Hương vậy ta à? Lộ Thiên Hương gần cầu hả? Gần cầu đó. Cầu gì? Cầu lộ Thiên Hương. Cầu lộ Thiên Hương nghe cô bác anh chị. Ai ở trần giá nghe cũng ăn ngon lắm. Cái nhà Hồng Ngọc. Cái nhà Hồng Ngọc, Hồng Ngọc chắc đi ăn ngon lắm. Hồng Ngọc cùng với Đức Hiền đi ăn nha cô chứ anh chị. Cô thì cô ăn rồi. Đó, giờ hai anh em đi ăn đi ha. À, rồi. Tướng đi xuất sen rồi ha, sang trọng lắm. trước đi là đi khom khom lưng, giờ đi khác hả Ngọc? À. Giờ đi là khác rồi. Về nó có khen không? Có không? Có ai khen không? Nhiều người khen mắc bệnh chứng chặt lên nhiều. Đẹp hơn ở đó không? Đẹp, có người khen đẹp. À, vẫn muốn đâu? Chỗ này hả? Ô, bữa nay nghỉ bán hả? Bú riêu có không? Tôi đi, em với anh đi xuống cái bộ. Ăn bún mắm hơi xa đó. Bún riêu cũng được, có bún ăn được rồi. À, hôm qua cầu lắm. Dạ, à. Dòng bán gì, có bán gì nữa không? Bún mắm, bún đủ thứ hết trơn. Rồi cứ đi vòng vòng đi. Đi vòng vòng nhà ngắm phố luôn. Nắng không, nắng không? Hả? Trời nắng không? Hơi nắng tí xíu. Không có nón rồi. Mấy ông thằng, mấy ông thằng ma men. Mấy ông đó là cũng như là dặn cái bàn. Nắng không? Cơ bản nói chung ở đây thì nó cũng sâm tụ ha, phố xá cũng giặt quần áo ở đây à, mình mà mướn giặt đó hả? Giặt ký nhiêu? Giặt ký hình như không biết nhiêu nữa, mà mỗi lần không lấy bọc vậy là hai mấy ngàn. Hai mấy ngàn à? Ở kia ở bóng riêu kìa, hai anh em đang bóng riêu. Ừ, đợi đi uống phê luôn anh hè. Ở đó bán phê luôn hả? Ừ, ừ. Ồ, có nhà hả ta? Cháo lòng hả? 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 Quen chân hả? Quen chân hả? Quen chân hả? Sớm không ạ? À? Ừ. Mọi người cũng biết em chân mà hả? Dạ. Thử. Rồi đi phơi nắng chút đi. Phơi nắng chút đi. Sáng nay bôi kem chống nắng chưa? Chắc có mà hả? Có không? Chiếc miếng kem à. Không phải đâu, kem tao bôi chống nắng trước chứ. À, chiếc không. Chiếc con miếng kem à. Chạy đi không sao, đi cũng chút xíu. Cho thuê nhà kem nhà. À, thuê nguyên căn nữa hả? Ừ. Thôi em ở nhà đi hay hơn. Ở nhà đi hay hơn nha. Ừ. Ở đây bán quần áo live stream được không? Bán đồ si á. Bán đồ si nhưng mà không ai giao cho, làm cho em làm nó cực lắm, phải có nhân viên rộng lắm. Tức kia thì nè, hai mẹ con làm. Không kịp. Nếu mà em bán ra không kịp. Cái mình xuống lai một chút hàng, lai vừa xuống lai chút hàng. Cái thứ hai nữa là mình phải có vốn. Thì bởi vậy. Em bây giờ em bán cái số kia đi, tính. Em bán cháu cái gì? Cháu gọi vịt gì vậy? À không. Em biết em hả? Cháu vịt hả? Ừ. Cháu ngắn. Dễ nuốt. Tầm hai tấn cháu dữ gửi đi. Ồ, cháu vịt hả cô? Quá ngon, quá ngon, quá ngon. Chích dạo, chích dạo. Chích dạo là cháo vịt. Nay hai anh em đi ăn cháo vịt. Hai tô cháo không với dĩa gỏi. Rồi, 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 có ngồi đi. Ngồi bằng nào em? Ngồi lại cho nó mắt. Ngồi lại cho nó mắt. Đây liên hiện không? À, ngồi đó đi. Ở đây em để cái điện thoại được không? Để đây. Nhắc cái bàn á. Cái gì? Nhắc cái bàn. Lấy nhà em ngồi bị gáy nó đi hết nè. Ngồi gãy. Ừ, ghế nó bị gãy. Em lựa cái ghế bự quá luôn.
9 giờ mấy? 9 giờ. Tại đâu? Tại đâu vậy? Tại đang đi chưa xuống hả? Hai nồi. Hai nồi. Là ngày mấy mấy con vịt cô? Ba bốn con ha. Review cho tiệm cô luôn rồi nè cô ơi. Ba bốn con này này là quán cô 8, cô 5, cô 7. Cô không có để hiểu nhưng mà cô để là cháu vịt cháu nhưng mà cô thứ mấy? Cô thứ 7. Cô 7 có không luôn kế nhà Hồng Ngọc. Cô bán lộ lộ Thiên Hương gì ta vậy? Lộ Thiên Hương gần cầu hả? Gần cầu đó. Cầu gì? Cầu lộ Thiên Hương nghe cô bán anh chị ai ở trần người giá nghe cũng ăn ngon lắm. Cái nhà hồng ngọc giá tôi ăn ngon lắm. Hôm nay có nhiều người đến thăm ở đây có nhiều người để mình đựng vô hỏi thì dễ ăn cho hết.
có số điện thoại, cho số điện thoại luôn, điện thoại lạ gọi họ khỏi thăm. Anh cho số điện thoại luôn, có người nói là xa biết em mười mấy năm trước đó, đúng đúng rồi đó. Cái chị nào ở Mỹ á, chị về hỏi thăm, hỏi thăm em, nó là biết em 12 năm trước á, là hỏi đâu á, nói là ở khu vực lớn gì đó, chồng người cho số điện thoại của em, chị về hỏi thăm em có không? Chị hôm qua chứ cũng lâu rồi, còn thấy lâu rồi. Con đi ăn cũng ở trong siêu thị hơn chút. Ở đây bức thường hay khoảng giá không? Cũng được. Một người 250, hai người 500. Tua gẹ quá. Đá không có gẹ. Đá ốc. Mực. Đá ốc. Mực. Một người thịt bò. Còn cái gì nữa nhiều cái gì đó, 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 cái rồi, cảm ơn cô Bảy luôn. Đây là đường Nguyễn sao? Đây là đường Nguyễn mình chạy ra đâm xăng. Chồng. Có gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đúng rồi, ta gặp tay ga. Dạ, để trái mình để đùi mình chạy vô tư rồi. Chưa hết xui nữa. Ga qua rồi đó. Anh gặp em rồi qua. 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 Anh gặp em rồi qua hết xui. Từ đây ta may mắn lại đây thôi nha. Dạ, đúng rồi. Mắt phát tài không? Được nhiều view hơn. Được nhiều view phát tài ha. Phát tài lên nữa. Nhiều view mà còn làm ăn bên ngoài phát tài hơn. Phát tài lắm. Ngay mùng mấy anh tỉnh quá. Hôm qua hả? Bảy. Bảy. Bảy là thấp á, thấp á. Bảy nhắn nhắn tin nghe muốn uống thuê tên nhắn nó vốn á mới về đây thằng có cái làm luôn chạy giúp người luôn sáng một viên tối hai viên.
Là không được bỏ cửa đúng không? Không thì bỏ cửa rồi. Chuẩn bị đi lấy nước nữa. Em chờ nhé. Đi với mẹ. Tại vì có hai người đó rồi. Nên bác sĩ thái thác. Lâu đợi chúng ta thăm một Ngọc đấy, sự rất là vui nhưng mà càng ngày em mới khỏe mạnh như bình thường cũng vui. Giờ tiếp tục tới Ngọc là người anh chị em giúp đỡ xe cổ. Em không làm cho mấy anh chị em thất vọng. Anh thường vương còn mấy anh em đi rất thất vọng. Cuộc đời em thì hết, chuyện gì hết chứ. Tôi mọi thứ nó sẽ được đỡ xã hội cũng đáng dụ của ông. Bỏ cái thời gian ra rồi bỏ một phút ra để mà đến đi làm cầu nối để mình phải gắn hồi phục lại để mình làm cải thiện lên cái công việc của mình để mà ra buôn bán giỏi giang ra làm đô cái sách anh cũng vui đúng rồi kể cả cho đồng bằng ha cũng mong chờ đúng rồi. Mong chờ cũng cái ngày này nè tại chừng bán giấy số rồi chừng chứ không biết gì đó tiền nó bước qua mình không biết được đâu. Tờ hai tờ gì ngay chụp hình gửi qua anh giữ cho mỗi ngày được mua hai điện thoại xong em chụp hình lại lấy số này mà rồi gửi qua cho anh lấy số này anh cầm chứ một 10 tờ chỉ 100 rồi em giữ ở đây rồi lỡ chúng mình không chúng lên xuống lấy rồi em trốn thêm không làm thêm chốt nữa nó nghĩ hy vọng là hồng ngọc hai mẹ con làm ăn thì thêm lên đó trở thành một con người mới hoàn toàn thì đó em vui để cho đời mạng vui. Em hồi đó em bán số qua mạng vậy đó anh có tin không? Có nghe lúc đó anh kể đó. Tại tin tưởng thì cái đó mà mới mua. Đúng rồi, đúng rồi. Nhậu một kia, em nhậu ít rồi, anh nhậu nhiều. Bữa khác đi, nay mới chín người đâu có. Đúng rồi, bữa nào? Bữa nào? À, rồi, tiền khai đây nha. Tiền khai đi mua coi dịch quay đi, đãi anh em về ngoài. Nay thì xuống nhà Ngọc thì cô không đi, hai anh em đi hơn đi nhà kia là về muốn đi ăn ngoài cho nhà có cơm á, có hơn thịt kho ngoài ở nhà thịt kho ngán rồi giờ đi ra ngoài ăn thì đi ăn cơm dịch một lần nữa được hiện cô Hồng Ngọc kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn quý ông bà cô bác anh chị em.